lòng lại thỏa thuận, kéo lòng kế như học yêu đạo. Thầy lưu lưu, trước khi nàng dân lệnh đến đây giải giá, thì có ai trao tức giận với làm tên hay không? Dạ thôi không quá. Phải, nếu nhân lệnh tiền ta đưa cái nàng vào nơi thành rồi. Xin chân lời của hoàng, con xin nhân lệnh tiền. Xin văn hội cô giáo chuyển đề, mời lúc 5 phút nữa, kính mời văn hội bước lên sân khấu. Người lại mệt mỏi
tới rồi đâu nha bà. Trời con sẽ nguyện lên sông trường trung ơn trận. Đâu đâu, nàng hãy nghe ta nếu lòng là đường nha. Vậy hãy lao đứng chân bắt nhà. Ah!
thiên nhiên, tiếng bò mỏng sau khi nguyện cùng tuấn mã nơi chốn tiên thì chủ tớ bên nhau chưa có bằng quyến hồn áo thiên tai đắp đắp che đĩa khổ. Bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu sẽ được trân trọng kính mời.